Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com về cái lô hàng là máy bơm chìm 24V không chổi than, lưu lượng lớn. Thì cái dòng bơm này thì trước lúc kia thì bơm mini 68.com đã từng cung cấp, và do cái thời gian vừa qua thì tắc pin cho nên ngày hôm nay hàng nó mới về được. Thì mình xin giới thiệu lại cái mẫu này cho các bạn xem. Lần này thì về nó có khác hơn so với lần trước về cái thông số kỹ thuật một chút. Thì mình sẽ quay cận cảnh và cập nhật lại để các bác xem nắm được cái thông số để lựa chọn cho nó phù hợp. Thì đây là cái dòng bơm 24V, có công suất nó ghi là 440W, lưu lượng là từ 7 đến 12 mét khối trên giờ, tốc độ vòng tua motor là 3.800 vòng trên phút, đẩy cao từ 7 đến 11 mét và ống ra của nó là 50, 40, 25 đó. Thì đây, nó đi theo máy bơm thì sẽ có ba cái họng ra. Họng này họng 40 này, họng này là họng 25 này, và họng này họng 50 này. Ba cái họng này thì nó đều vặn vừa cái đầu ra của máy bơm nhé, cái dòng gen. Thì tùy các bạn sử dụng ống như thế nào thì chúng ta sử dụng cái họng full như thế. Ví dụ như thế là sử dụng ống 27, 25 thì nên dùng cái họng bé nhất. Còn bơm nhiều nước hơn thì các bạn sử dụng họng to hơn. Nói chung là tùy, cái này nó rất là hay chỗ đó. Đây là cái dòng bơm không chổi than, thì nó đi theo máy bơm, nó cuộn dây cũng khá là dài này, và yêu cầu là các bạn phải đấu đúng âm dương nhé, đấu sai máy bơm nó hỏng. Bạn chú ý chỗ đó là đối với động cơ không chổi than nó như vậy. Còn cái công suất của nó ghi 440W và cái lưu lượng nó ghi từ 7 đến 12 11 12 mét khối trên giờ, thì ở đây mình nghĩ là cái điện áp của nó hoạt động trong cái giải rộng. Ví dụ như con này nó có thể chạy được khoảng 18V đến 44V chẳng hạn, thì điện áp càng cao thì công suất nó càng lớn, còn điện áp thấp thì công suất nó thấp. Ví dụ như nó ghi 440W ở đây thì đó là cái điện áp tối đa của nó, mình nghĩ là như vậy. Thì con này thì ngày mai mình sẽ làm video mình test xem là ở cái điện áp 24V thì cái công suất thực tế của nó là bao nhiêu và cái lưu lượng ra của nó tầm như thế nào. Nhưng mình đoán là công suất của cái loại này nó sẽ dao động trong cái khoảng rộng, và do đó thì chúng ta có thể là sử dụng trực tiếp với những cái tấm pin năng lượng mặt trời được. Còn nó khác hoàn toàn so với những cái dòng bơm chổi than, đó là cái điện áp giải hoạt động của nó thấp đó. Và để mua sản phẩm này thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898366, website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bạn.